Bây giờ có đang có khoảng 20.000 người đang kết bạn trên lớp này. Mọi người tìm cái ô tìm kiếm của các anh chị trong điện thoại ấy, trong Facebook ấy, tìm cái ô tìm kiếm Fire Online là sẽ thấy ấy. Và mở ứng dụng Facebook của mình ra và tìm trong cái ô tìm kiếm của Facebook từ khóa là Fire Online và nickname của tôi ấy, thì sẽ ra cái này này. Fan Anh Online và viết liền nhé, tìm viết liền đừng viết cách, đừng viết cách, tìm cái từ khóa viết liền nickname ấy, tìm. Ngày xưa thì đọc số điện thoại là tìm thấy, nhưng bây giờ Facebook cũng chặn cái tính năng đấy rồi, nó chặn tính năng tìm số điện thoại rồi. Đấy, đúng rồi đấy, tìm liền như thế là sẽ thấy. Và bấm theo dõi và bấm theo dõi, bấm kết bạn nếu mà bấm được thì cứ bấm. Đấy, sau đó thì về gửi tin nhắn, có chuyện gì thì gửi ạ. Vâng, ví dụ như em đã dành cả tuổi thanh xuân để theo dõi thầy chẳng hạn, đúng không, kiểu như thế. Ok mọi người đó rồi ạ, nhìn lên đây ạ, mọi người đang buồn ngủ rồi, có lẽ là ta phải làm cái động tác tập thể dục 1 phút tại chỗ nhỉ. Phan Anh Online viết liền là đứng cái cách. Phan Anh là tên tôi, online là gì thì biết rồi ạ. Vâng. Ok. Nào, nhìn lên đây ạ. Bây giờ tôi sẽ nói thêm 10 phút nữa trước khi chúng ta chuyển sang một phần mới. Vâng, đề nghị các bạn hỗ trợ chuẩn bị giấy bút ạ. Vâng, tôi xin phép kết thúc cái buổi chia sẻ trong buổi chiều nay về phần kiến thức. Và về phần kiến thức, tất nhiên kiến thức thì là không đủ đúng không ạ? Chúng ta có thể học 1 ngày, học 3 ngày, học 10 ngày, chúng ta vẫn có những thứ để học. Mà đây là mới chỉ là tổng quan, mới chỉ là những cái mang tính chất chiến lược, chưa đi vào chi tiết. Nếu mà chúng ta đi vào chi tiết nữa thì một công cụ Facebook chúng ta có thể học mất 1 ngày, một công cụ YouTube chúng ta có thể học mất 1 ngày, chi tiết như vậy 2 ngày đúng không ạ? Và SEO web chúng ta cũng phải học mất 1-2 ngày đấy. Rồi kinh nghiệm SEO để đào tạo trở thành vua bán hàng, bán mọi thứ, chúng ta cũng có thể mất 2 ngày để mà chúng ta hướng dẫn từng ly từng tí cho mọi người một. Rồi nhưng không sao, tôi hứa với mọi người là tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người hết sức có thể để mọi người thành công được với thương hiệu Trang Bom này, được chưa? Thì tôi có chia sẻ về cái việc là chúng ta bùng nổ doanh số đúng không ạ? Bùng nổ doanh số tức là chúng ta bán được nhiều hàng, chúng ta có được nhiều doanh số đúng không ạ? Vậy thì tổng kết lại những cái thứ mà tôi hướng dẫn cho các bạn từ sáng đến bây giờ là gồm những cái gì? Đúng không ạ? Thứ nhất là mình phải phát triển hệ thống. Bản thân mỗi một đại lý phải có ý thức và trách nhiệm tuyển thêm các đại lý cho mình. Bởi vì tiền là của ai ạ? Tiền của mình, không phải tiền của chị Trang. Tất nhiên mình làm được thì chị Trang chị cũng sẽ có lời, có lợi, đúng không ạ? Nhưng ai là người trả tiền cho mình? Mình chính là người trả tiền cho mình. Vì vậy mình phải chủ động để tuyển các đại lý. Tuyển như thế nào? Hướng dẫn rồi. Đầu tiên là tìm chính những khách hàng của mình để mà tuyển. Tìm những người mà người ta muốn kiếm tiền. Có thể là sinh viên, có thể là bà nội trợ, có thể là bất kỳ ai. Đừng bao giờ mang trong đầu những cái suy nghĩ là chị này kém lắm, chị này không có kinh nghiệm đâu, mình đừng có tuyển. Không, chỉ cần họ muốn kiếm tiền và họ dành thời gian của họ cho mình là mình sẽ giúp họ kiếm tiền và dành thời gian của mình cho họ. Đó, theo đúng công thức một người sẽ phát triển 3 người 5 người lên, và sau đó lại 3 người 5 người lại tiếp tục, mỗi người phát triển 3 người 5 người lên rất là nhanh. Thứ hai, đúng không ạ? Mình phải bán hàng trên Facebook cá nhân của mình thật là tốt, khai thác hết tất cả các tính năng từ livestream cho đến viết bài status, cho đến kết bạn, cho đến vào group để phát triển việc bán hàng, cho đến việc chạy quảng cáo trên fanpage. Mà các anh chị biết rằng tôi là một người rất rất có kinh nghiệm về online marketing nói chung, về Facebook và các công cụ bán hàng nói riêng. Đấy,
tôi có thể khẳng định là sẽ hướng dẫn cho mọi người rất chi tiết để ai cũng có thể làm được. Từ một người không biết gì cũng có thể làm được. Chỉ cần họ có tư duy là muốn kiếm tiền. Họ, tôi khó nhất cái chuyện hai thứ là họ không muốn kiếm tiền và họ cứ nghĩ rằng họ không làm được. Bởi vì họ đấy là người ta gọi là giới hạn về niềm tin rồi, về nhận thức rồi. Chưa làm đã không biết là em có làm được không nhỉ? Thì phải trả lời người ta, phải bảo người ta là gì? Bạn sẽ làm được nhưng bạn cần thời gian. Nếu bạn dành thời gian cho tôi sẽ giúp được bạn. Thứ ba là các anh chị phải bán hàng đa kênh. Và các kênh anh chị cần sử dụng ngay đó là kênh YouTube, đó là website, đó là sell web, đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải làm ngay. Không biết làm chúng ta học. Chúng ta đặt mục tiêu là tháng sau là tháng 6 đấy ạ. Hết tháng sau tôi sẽ phải có website. À, hết tháng sau tôi phải có YouTube. Sau đó tôi lại đặt mục tiêu là có YouTube, tháng này tôi có 10 video. Tháng sau tôi có 20 video, tháng sau nữa tôi có 50 video. Phải có mục tiêu rõ ràng. Sau đó ta mới đi vào chi tiết là từng video là cái gì. Đúng không ạ? Hãy nhớ rằng là thời gian đầu mình làm nó sẽ rất bỡ ngỡ. Mình làm không ai xem. Mình làm rất buồn. Mình làm nói run lẩy bẩy, toát hết mồ hôi đi. Mình live stream đầu tiên là một tuần một số. Sau này mình live stream một ngày một số. Sau này mình live stream một ngày ba số. Sau này mình live stream 5 nick. Bởi vì lúc đấy là các đại lý của mình cũng live stream. Lên mạng là chỉ thế live stream và bán hàng thôi. Thì tiền nó mới về được. Đúng không ạ? Các bạn đại lý có hiểu không ạ? Mình phải làm như vậy. Vâng. Hãy nhớ một điều là các bạn là người kiếm tiền cho các bạn. Không ai kiếm tiền cho các bạn cả. Các bạn không nỗ lực, công ty sẽ hỗ trợ các bạn một phần. Chị Trang sẽ hỗ trợ các bạn một phần. Chính sách, sản phẩm sẽ hỗ trợ các bạn một phần. Hoặc là giảng viên là tôi, nếu được mời, nếu được kết hợp sẽ hỗ trợ các bạn một phần. Nhưng các bạn vẫn phải là người chính. Các bạn đừng bao giờ đổ lỗi là vì công ty không hỗ trợ, vì công ty thế này, vì công ty thế kia. Các bạn có biết rằng nếu mà công ty không có người giỏi thì các bạn mới có cơ hội trở thành người giỏi không? Các bạn có nghĩ thế không? Đấy. Nhưng mà nếu các bạn làm mà các bạn lại cứ cho rằng là phải là công ty phải hỗ trợ vân vân thì mới được, thì mình sẽ mất rất nhiều cơ hội. Mình phải hành động thật nhanh nhá, hành động mạnh mẽ, hành động chính xác với những cái gì mình nói. Mình nghĩ gì một cái mình thảo luận trong nhóm và mình thấy ý kiến phản hồi là đúng là mình làm luôn. Được chưa ạ? Vâng. Thì đấy là một số thứ. Và tiếp tục là mình phải có những cái chương trình khuyến mại. Và khuyến mại bán muốn bán lẻ tốt thì mình phải có chương trình khuyến mại. Thì tôi sẽ lại có những cái chương trình đào tạo cho các bạn về cách và nghệ thuật làm khuyến mại. Bởi vì bán lẻ mà không khuyến mại là còn rất khó bán. Mình không được bán phá giá đúng không ạ? Luật của mình là không bán phá giá đúng không ạ? Nhưng mình có thể làm gì? Tặng quà. Đấy, mình có thể thuyết phục họ trở thành đại lý để họ được hưởng cái mức chiết khấu cao. Có đúng không ạ? Vâng, mà đôi khi quà nó không phải là mua kem trộn thì tặng son, hay là mua mỹ phẩm thì tặng phụ khoa, không phải thế. Có khi các bạn tặng cho ví dụ bạn họ mua sản phẩm, nhưng mình có thể tặng cho họ những cái món quà của gia đình, món quà mang tính chất rất là thân thiết. Ví dụ có thể ở Hà Nội như này mà các anh chị mà tặng tôi rau sạch chẳng hạn thì rất là thích. Tức là ở quê tôi nghĩ là cái thứ đấy thì nó không có gì là xa xỉ lắm, nhưng ở Hà Nội mà các đại lý mà cứ tặng khách hàng là em nhà em có rau sạch, có gà sạch thì thích lắm. Đấy, vấn đề là tùy từng địa điểm. Có đúng không ạ? Vâng. Thì rất là thích mình tặng như thế, mình không bị mất cái phần quy định của công ty là bán phá giá. Nhưng mà đại lý rồi thì những cái người mua hàng của mình họ vẫn rất là gì? Rất là thích. Đúng không ạ? Hoặc là mình tặng họ những cái giá trị này. Vì bạn là khách hàng, đúng không ạ? Bạn trở thành đại lý thì bạn sẽ được tham gia các chương trình đào tạo của công ty, rồi tặng thưởng để đi du lịch. Đấy, tôi thấy là rất nhiều trường hợp đấy. Bây giờ bọn nó hay là tặng vàng này, tặng xe máy này. Nếu mà thưởng được những cái chính sách đại lý tốt, đúng không? Doanh số tốt, nó sẽ được thưởng những cái đó. Không biết là phía bên mình có làm không?
Thì đấy cũng là một cái hướng để mà phát triển được tốt các chị nhé. Muốn bùng nổ doanh số thì bản thân mình